hoàng đế Tiberia đã lên ngôi hoàng đế. Cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu? Và cả dân tộc Israel chúng ta nữa. Đang than thân trách phận gì thế ông Judah? Có gì đâu. Lại thêm một triều đại mới nữa vào năm thứ 15 này. Triều đại hoàng đế Tiberia. Thế ông có nghe biết lần này ai sẽ làm tổng trấn cả trị đất nước chúng ta không? Tôi đang nghe xem thế nào đây. Ai rồi cũng thế thôi. Mình vẫn cứ là một đất nước bị ngoại bang cai trị. Chỉ mong đến ngày vị cứu tinh xuất hiện để giải thoát dân tộc mình. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hình như ông Simon kia thì phải. Ông Simon, đi đâu mà vội thế? Vào đây cái đã. Các ông không nghe biết chuyện gì sao? Không, chúng tôi đang nói với nhau xem kỳ nào hoàng đế Tiberia sẽ cử ai làm tổng trấn miền Jude này. Đây, tôi mới nghe tin mới nhất này. Phong-xio Philato sẽ làm tổng trấn miền Jude này đó. Ông ta là người như thế nào? Liệu dễ thở ông ta? Dân mình có dễ thở hơn không? Chẳng biết làm sao nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Thế còn các miền khác thì sao? Đây là một loạt những tên tuổi sẽ gắn liền với cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Nghe chỉ thêm buồn thôi chứ gì. Herode thì làm tiểu vương miền Galile. Herode này là con của vua Herode cả. Còn người em là Philippe, làm tiểu vương miền Iture và cha Chorit. Thế à? Hai anh em nhà này coi bộ chẳng tốt lành gì rồi. Nghe nói họ lùm xùm chuyện vợ ăn tình em đấy. Còn nữa, Lysania làm tiểu vương miền Abilene. Đó là về mặt chính quyền. Còn về mặt tôn giáo thì Khanan và Caipha làm thượng tế. Thôi thì xem như mọi sự đã được xếp đặt rồi. Mong sao ngày Chúa hứa với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng dân ta khỏi tay các địch thù sẽ đến sớm. Hình như ông Benjamin nhắc đến ông Zacharia thì phải. Tôi nhớ ngày ông bà Zacharia đặt tên cho con trai là Gioan thì mọi người sửng sốt ngạc nhiên, vì trong dòng họ ông không có ai tên là Gioan cả. Sau ngày ông bà Zacharia về với tổ tiên thì cậu Gioan giờ thế nào rồi nhỉ? Cậu Gioan càng lớn thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu ấy sống trong hoang địa, chắc giờ đã lớn rồi. Những gì mà ông Zacharia tiên báo về trẻ Gioan ngày đặt tên nghe thật phấn khởi biết bao. Mong sao gặp lại được cậu Gioan ấy xem thế nào. Cũng để xem lời Chúa hứa với tổ phụ chúng ta có được thực hiện hay không. Thôi, chào các ông, tôi về trước đây có chút việc. Tôi cũng về nữa. Có gì gặp lại sau. Vâng, cảm ơn các ông. Chào các ông.
này do an. Ta là Thiên Chúa Tổ Phụ Abraham. Ta kêu gọi ngươi làm ngôn sứ của ta. Ngươi sẽ mang tức hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho người. Vậy con sẽ nói gì cho dân Chúa biết đây? Hãy bảo cho dân ta biết rằng Thiên Chúa sẽ cứu độ, nghĩa là Thiên Chúa sẽ tha hết mọi tội khiên. Rồi mọi người sẽ nói với nhau rằng Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông từ chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Vâng, con xin thi hành thánh ý Chúa. Hỡi những người Israel hãy nghe đây. Các người hãy chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối, để được ơn tha tội. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Sau bao ngày tháng sống ẩn dật, hôm nay cậu Gioan nhà ông Zacharia chính thức ra mắt dân Israel chúng ta trong tư cách là một tiên tri. Phải chăng lời Chúa hứa với tổ phụ Abraham đã được thực hiện? Nghĩa là sao? Biết đâu ông Gioan này là đấng Messiah, đấng cứu độ phải không? Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng để rồi xem thế nào đã. Có tiếng gọi trong lòng. Dáng vẻ, giọng nói chững chạc của chàng thanh niên Gioan này cũng đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.